giờ mắt em một bên 1,75 độ và một bên là 0,5, thì có bị nhược thị không và có cách nào để giảm bớt cái sự chênh lệch của mắt em không? Năm nay 19 tuổi. Nếu như cái mức độ mà 1,75 và 0,5 ở thời điểm này ấy, thì nhiều khả năng là trước đấy thì bạn ấy cận thị rất là thấp thôi, hoặc không bị cận thị thì sẽ không không bị nhược thị từ trước rồi. Mà nếu như trước đấy không bị nhược thị thì bây giờ về sau cũng không 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 thể bị nhược thị được nhé, nên là không cần lo lắng về vấn đề là về sau có bị nhược thị hay không và có cách nào để giảm bớt độ chênh lệch hay không. Chỉ có một cách duy nhất thôi là cố gắng làm sao để cái mắt mà bên 0,5 ấy nó bị tăng độ nhiều lên, nó bằng cái mức ở bên mắt 1,75 ấy. Đấy, chỉ có một cách để thôi, làm cho mắt tăng lên để hai mắt xem nhau thôi, nhưng mà chả ai làm theo cách đấy cả đúng không ạ? Còn mình không thể làm gì để cho cái mắt 1,75 nó giảm xuống bằng 0,5 được nhá, nên là nó mới sinh ra cái việc là mình sẽ cần phải đeo kính, cần phải chỉnh kính để cho hai mắt nhìn rõ như nhau. Hai mắt nhìn rõ như nhau. Có một vấn đề mà mọi người cần chú ý đấy này, đấy là khi mà mọi người chỉnh kính và mọi người đeo kính ấy, thì có một số người hiểu nhầm rằng cái việc mà để cho hai mắt nhìn như nhau là mọi người chỉnh cho hai mắt có công suất như nhau, nghĩa là ví dụ một mắt là 0,5 và mắt kia 1,75 thì cũng chỉ đeo 0,5 thôi và bảo là chỉnh như thế để cho hai mắt bằng nhau. Nhưng mà không phải, hai mắt bằng nhau là phải bằng nhau về cái sức nhìn nhé, bằng nhau về cái sức nhìn, nghĩa là ví dụ mắt 0,5 đeo kính vào 10 phần 10 thì mắt bên kia cũng phải chỉnh kính như nào để cho mắt đó nhìn được 10 phần 10 thì mình mới gọi là hai mắt cân bằng và hai mắt bằng nhau, chứ không phải bằng nhau ở cái việc là một mắt thì nhìn được 1 phần 10 đeo 0,5, mắt kia cũng đeo 0,5 gọi là bằng nhau đó. Nó phải bằng nhau về sức nhìn và bằng nhau về về thị lực nhá. Nên là cái việc mà có thể là một mắt không đeo không số cũng được, nhưng mà mắt kia đeo hai đồ để cho hai mắt đều nhìn rõ 10 phần 10 là đúng, chứ không phải là mình bảo là bằng nhau là mình giảm đồ cho nó như nhau đâu nhé. À, chú ý vấn đề này. Nếu mà các bác làm kính không biết thì nói luôn cho các bác biết, chứ không không ai làm như thế đâu nhá. Rồi.